Nằm trong danh sách 7 nhà thờ nổi tiếng của thủ đô, nhà thờ lớn Hà Nội với kiến trúc cổ kính, uy nghiêm không chỉ là nơi hành lễ của các tín đồ Công giáo mà còn là điểm đến khó có thể bỏ qua của nhiều du khách. Nhà thờ lớn Hà Nội có tên đầy đủ chính thức là nhà thờ chính Tòa Thánh Giuse, nằm ở số 40, ngay ngã ba giao giữa ba con phố, Nhà Trung, phố Nhà Thờ và phố Lý Quốc Sư, thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đây không chỉ là nơi diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của các giáo dân thuộc Tổng giáo phận Hà Nội mà là điểm đến tham quan của du khách khi ghé thăm thủ đô. Nhà thờ lớn Hà Nội do thực dân Pháp xây dựng trên đất cũ của chùa Báo Thiên, ngôi chùa dưới thời vua Lý Thánh Tông. Vào thế kỷ 18, theo nhiều tài liệu ghi chép lại rằng, chính quyền Pháp đã phá dỡ chùa Báo Thiên có tuổi thọ hơn 800 năm tuổi để xây dựng nhà thờ lớn trên chính khu đất cũ của ngôi chùa cổ. Tương truyền kể rằng, Báo Thiên Tự là một ngôi quốc tự nổi tiếng của kinh đô Đại Việt trong những triều đại từ Lý Trần Lê Nguyễn. Mặc dù cái tên khai sinh của nhà thờ là nhà thờ chính Tòa Thánh Giuse nhưng người dân Hà Nội quen gọi với cái tên thân thương hơn là nhà thờ lớn Hà Nội. Mặc dù giữa đất thủ đô hoa lệ, nhiều công trình kiến trúc độc đáo mọc lên nhưng nhà thờ lớn vẫn là một điểm nhấn đặc thù của thành phố Hà Nội. Nhà thờ lớn Hà Nội mang phong cách Gothic của thế kỷ 19 với các tháp và trục đối xứng điển hình ở châu Âu. Công trình kiến trúc đặc biệt này có chiều dài 64,5m với tháp chuông cao đến 31,5m. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo và hoành tráng nhất nhì phố cổ Hà Nội nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung. Nhìn từ bên ngoài, nhà thờ lớn Hà Nội mang nét cổ kính, nét trầm mặc nhuốm màu thời gian bởi những lớp vôi vữa đá chuyển màu, mái ngói đá phủ đầy các lớp rêu phong. Ấy thế mà, khi bước vào bên trong, sự lộng lẫy và hoành tráng của công trình nhà thờ lớn Hà Nội khiến không ít du khách phải thốt lên đầy bất ngờ. Bên trong nhà thờ, những hàng cửa kính màu và nhiều bức tranh treo tường với chủ đề tôn giáo càng nhấn mạnh và làm nổi bật phong cách kiến trúc châu Âu. Bên cạnh đó, nhiều chi tiết trang trí mang phong cách truyền thống của Việt Nam trên tường, trên bệ thờ, tạo nên những nét nhấn ấn tượng cho toàn bộ không gian. Cung thánh được trang trí theo lối truyền thống dân gian, tuy đơn giản nhưng ấn tượng và bắt mắt. Giữa cung thánh là tượng thánh Giuse bế Chúa Giêsu. Hai bên cung thánh có bàn thờ Đức Mẹ và nhiều bức tượng thánh khác. Phía bên dưới thánh đường là những băng ghế đỏ kéo dài, có bàn quỳ để giáo dân làm lễ trong thánh đường. Nhà thờ lớn Hà Nội có sức chứa lên đến hàng nghìn người. Vào các dịp lễ lớn như Giáng sinh, nhà thờ lớn Hà Nội là nơi thu hút đông đảo du khách khắp nơi và các giáo dân về đây tham quan và hành lễ. Thank you.
We'll be right back.